Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi bản tin thời sự trong ngày của đài CBN trên băng tần 14.5. Và bây giờ Băng Châu kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình, tức là phần tin Việt Nam. Chuyên gia Liên Hợp Quốc lên tiếng về việc bắt giữ tùy tiện các nhà báo ở Việt Nam. Tin tức hôm 23 tháng 11 vừa loan tin cho biết rằng các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc UN về nhân quyền, văn hóa và nhóm làm việc chống bất người tị tuyển của UN hôm 17 tháng 9 đã gửi thư đến nhà cầm quyền Việt Nam, bày tỏ sự lo ngại về tình trạng bắt giữ người tùy tiện và đàn áp đối với các nhà báo độc lập ở Việt Nam. Cụ thể, những người được nêu tên trong bức thư bao gồm nhà báo Phạm Đoan Trang, các nhà báo thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đó là Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Lê Anh Hùng, v.v. Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam Phạm Chí Dũng bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, 11 ngày sau khi ông gửi một bức thư đến Chủ tịch và các thành viên của Quốc hội châu Âu, kêu gọi châu Âu không phê chuẩn Hiệp định Tự do Thương mại với Việt Nam vì tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam. Hoa Kỳ thúc Cộng sản Việt Nam chặn hàng Trung Cộng để tránh bị trừng phạt. Hoa Kỳ đang thúc giục Cộng sản Việt Nam phải chặn các loại hàng hóa Trung Cộng đội lốt hàng Việt Nam rồi xuất cảng sang Hoa Kỳ nếu Hà Nội muốn tránh thuế quan trừng phạt. Hãng tin Bloomberg vào hôm Chủ nhật 22 tháng 11 cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng trong chuyến viếng thăm Hà Nội, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien khi gặp gỡ các giới chức cầm đầu chế độ Cộng sản Việt Nam đã khuyến cáo như vậy. Bên cạnh việc thúc giục Việt Nam phải mua thêm các loại hàng hóa và sản phẩm của Hoa Kỳ, cũng như khí đốt và cả trang bị quân sự. Lời đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngăn chặn các vụ hàng Trung Cộng núp bóng hàng Việt Nam rồi xuất cảng sang Mỹ hầu giảm thiểu mức thâm thủng mậu dịch giữa hai nước cho Hoa Kỳ có thể sẽ làm căn bản để đảo ngược các quyết định áp thuế quan trừng phạt. Hãng tin Bloomberg thuật lời ông O'Brien nói với các lãnh đạo chế độ ở Hà Nội. Kính thưa quý vị, giảm trên 1.000 trường công lập năm học 2019-2020. Việt Nam giảm trên 1.100 trường công lập các cấp trong năm học 2019-2020. Báo chí nhà nước Việt Nam dẫn thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa tin vào ngày 23 tháng 11. Đặc biệt, trường công ở bậc tiểu học giảm mạnh nhất với 879 trường. Tiếp đó là trường bậc mầm non giảm 218 trường, bậc trung học cơ sở giảm 70 trường. Riêng bậc trung học phổ thông vẫn giữ nguyên số trường công lập như năm học 2018-2019. Trong khi trường công giảm thì hệ ngoài công lập lại tăng 205 trường, được nói tập trung ở các thành phố lớn, trong đó 150 trường mới thành lập ở bậc mầm non, 31 trường ở bậc trung học phổ thông, 17 trường bậc tiểu học và trung học cơ sở, 7 trường. Nguyên nhân việc giảm số lượng trường công lập được đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết do các địa phương thực hiện sắp xếp mạng lưới, quy mô trường lớp một cách phù hợp để tạo thuận lợi cho người dân, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh. Đà Nẵng sẽ siết chặt việc xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà. Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng ngày 23 tháng 11 sẽ rà soát lại và xử nghiêm các công trình xây dựng bị cho là không đúng quy định tại bán đảo Sơn Trà. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban thành phố Đà Nẵng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự cùng với các ban ngành rà soát toàn bộ, hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định về lĩnh vực quốc phòng theo kết luận 269 của Thanh tra Chính phủ đối với các dự án xây dựng trên bán đảo Sơn Trà. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành các quy định quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ cũng như phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà, có 7 dự án giao cho thuê đất vi phạm về an ninh quốc phòng trong tổng số 18 dự án trên bán đảo Sơn Trà mà Ủy ban thành phố phê duyệt với tổng diện tích hơn 163 ha. 7 dự án này chưa xác định trong phương án giao quản lý và bảo vệ rừng. Kính thưa quý vị, một bản tin về đời sống cho biết một người bị cá mập tấn công ở vùng Tây Australia.
một người đàn ông được cho biết là đã thiệt mạng sau khi bị cá mập tấn công trong vùng duyên hải ở phía bắc của tiểu bang Western Australia vào ngày Chủ nhật 22 tháng 11 vừa qua. Nạn nhân đã được phát giác bất tỉnh trên biển Cable Beach thuộc thành phố Broome, sau đó được xe cứu cấp chở vào nhà thương. Lực lượng cảnh sát địa phương cho đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về sự việc nói trên. Toàn bộ bãi biển đã bị phong tỏa sau vụ tấn công của cá mập. Nơi này có chiều dài lên đến 14 dặm, phủ đầy cát trắng, bên cạnh là biển xanh. Rất nhiều bãi biển trong thời gian gần đây đã bị phong tỏa vì sự lây lan của đại dịch COVID-19. Danh tính của người bị nạn cho đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Kính thưa quý vị, một bản tin liên quan đến giải trí cho biết ca sĩ Celine Dion phải bồi thường 13 triệu Mỹ Kim. Ca sĩ Celine Dion phải trả 13 triệu Mỹ Kim cho người đại diện cũ là Rob Prince vì điều khoản hợp đồng tour diễn. Theo Billboard cho biết, Ủy ban lao động của tiểu bang California ngày 20 tháng 11 yêu cầu phía Celine Dion trả tiền hoa hồng cho người đại diện Rob Prince. Luật sư của ca sĩ cho biết sẽ kiện ra tòa. Rob Prince làm người đại diện cho Celine Dion từ năm 1989. Ông nhận 1,5-3% tiền hoa hồng từ các hợp đồng lưu diễn của ca sĩ Celine Dion. Thỏa thuận này được ký trước khi chồng của Diva, nhà sản xuất Rene Angelin, qua đời năm 2016. Tuy nhiên, kể từ năm 2017, khi Celine Dion ký một loạt hợp đồng biểu diễn với công ty AEG và có mâu thuẫn xảy ra, Celine Dion cho rằng Prince không xứng đáng nhận khoản tiền hoa hồng nhiều như thỏa thuận và các điều khoản cũ không còn phù hợp. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thời sự trong ngày của đài CBN trên băng tần 14.5. Bằng Châu xin kính chúc cho tất cả quý khán giả lúc nào sức khỏe cũng tràn đầy. Kính thưa quý vị, xin quý vị nhớ đón theo dõi bản tin buổi tối của đài vào lúc 9 giờ tối và 11 giờ tối với một số tin được cập nhật. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị.